làm vậy có gì đâu mà nó vệ sinh vậy sao thôi được anh em. Đó. Sáng làm cái chuyện làm lần nữa là sạch sẽ rồi, có bị gì đâu. Thấy không? Đây là cái lúc mà khâu vệ sinh nha. Đó, nó giờ làm trên đây hết rồi, sạch sẽ hết rồi đó. Nên nhìn có giờ không? Đó. Không có giờ, cái này dài gì nữa anh. Không có giờ nha, sạch sẽ đó. Đó. Mình làm vệ sinh vậy. Nghe đây nè không? Bắt con gà chuối ngoài rồi. Nhát quá không có cho chui đây được, nó là rất nhát không đi chù. Nó còn nó kìa. Nhát nhát mình cho nó ra bội, anh em nuôi gà mấy ngày nhát quá nhát á, anh em đừng hạn chế bỏ chuồng nha, vô chuồng nó bị quản nó bay dữ lắm nha anh em. Đó, mình vệ sinh sáng lần chiều lần rồi lại nó sạch sẽ. Nuôi gà nó vậy đó là anh em không biết cái gì, anh em nó hôi, mấy người hôi á là biết không. Ê con nó nhát gì lắm, quên nữa. Đây hơi cặp cái nha, cặp cái dạ mình anh em, con này nó nhét rồi lắm. Ôm mình thường là cái hái ôm người này thôi, ôm ẩm hai tay á, ẩm hai cái tay vô hai cái lưng gì nè, đúng rồi hôi vậy á. Đây anh em thường cặp cái nha, gì vậy, đây là gà chuối chú ba, gà cho chú ba mấy con đấy, con gà không có căng gà. Đó anh em nói chung thấy không, bàn dẫn nha nè, bỏ vô đây là nguyên con gà siêu mỹ nha, siêu mỹ mà nó ra cái gì em biết, mà không có chung nó quá trời kìa. Đây cô găng tay rồi anh em, suy nghĩ nha, tình cảm hộp không đây là bấm bấm này mình mới đắp vô mới đắp kết rồi một chú ba mới cực anh hết con nó chưa quen chuồng á. Đây là cái chuồng hôm qua đang làm nha anh em. Đấy, làm xong rồi như bây giờ chứ mình đợi cho người ta làm mâm xong rồi, cái mâm đem về thôi anh chồng chuồng vô nha. Em mới chuồng cái này gấp núi xong. Này còn cái đợi gáp cái mâm vô bỏ vô thôi. Đây sáng lần chuyện lần rồi nè, nó gà gì đó nó vô thôi anh em. Lấy cỏ quét rồi, sạch sẽ. Nè quét hết đi, sạch sẽ cát đi ngồi chơi. Thằng đó cát nhóc kìa. Rồi cái khâu mà mình chuồng trại mình vệ sinh đó ha. Đó anh em thấy không? Vậy đó có mình nuôi gì làm gì rồi thôi. Rất là thoáng sạch sẽ. Ngoài trời chuyển mưa quá trời chuyển anh em. Đó nó nuôi vậy đó. Nó phải mình làm nó thì nói chung cái nhà mình nuôi vậy đâu bây giờ mà nó hao đúng không. Rồi mình có clip ở đây hả anh em ha.